Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họ My của em nhá. Hôm nay lên sóng bác em Họ My thuần sách tay cùng quay. Đấy, qua thấy ông Kim thuần sách tay hot quá nhá. Em này có một lông cánh trắng luôn nhá. Rất là thuần các bạn nhé, quay một lúc thì càng quay nó càng chơi tốt các bạn. Em này mắt xanh quá nhá. Tốt quá, nhìn này, nhìn đưa lồng này các bạn. Rất là tốt các bác nhé. Cái lồng rất là nặng các bác nhé, để treo vào cường nhé các bác nhé. Các bác chơi chim vừa chim thuần hay bên mấy các bác nhé, các bác cũng phải nhẹ nhàng thôi các bác. Chơi rất là ok luôn các bác. Khi treo em nó xuống thì thật sự các bác là chơi quá là ok luôn. Thank you.
phút quá nhá, em xin phép dừng video nhá. Bác nào mà bổ kết em thuần sách tay hot này nhá thì các bác alo cho em nhá, số điện thoại 0974648999 nhá. Cảm ơn tất cả các bác theo dõi video nhá. Đấy, bác nào mà bổ kết em này thì alo cho em nhá. Nói chung chim chơi rất là sung các bác nhá. Chơi ok đấy các bác. Xin chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác những clip sau nhá.